cho tôi sống, để tôi tự hào. Cuộc cùng tôi muốn sống, 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 bao nhiêu lâu tôi dậy. Xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Xin được chúc cho hai bạn được trong năm hạnh phúc. Xin được cảm ơn quý vị và xin gặp lại quý vị. Xin được tiếng hát của Hồ Huy Trương. Nhưng mà cái bài hát vừa rồi là tôi thấy không được rồi. Đời tôi là của tôi mà đời em là của em. Kể từ giờ phút này bé Dung nó sẽ nói là đời Lu là của em. Anh thử là Lu ơi Lu. Coi như là từ ngày hôm nay, coi như là em trao cuộc đời của em cho bé Dung rồi nha. Chứ đừng có nói là đời anh là của anh mà đời em là của em là không được à. Mấy mốt là tiền anh là tiền của em. Đó là cậu nói trước giùm con. Dạ chưa, em chưa được ca. Bữa nay là em là nhiệm vụ của em là MC. Hồi nữa là chừng nào ca sĩ ca hết rồi em mới được ca. Tụi nó hâm em ở dưới rồi, nó nói là em mà ca là tụi nó xuống nó đã em liền. Hồi nữa đây em giới thiệu. Bây giờ xin mời quý vị lắng động để cùng thưởng thức tiếng hát của một ca sĩ, nghệ sĩ đã và đang làm mưa làm gió tại tỉnh Bình Dương. Xin quý vị cùng chào mối tay tạm đồng nghiệp cho tiếng hát của nam ca sĩ Minh Tuấn. Cảm ơn chi hữu rất nhiều. Cái câu mà hay nhất là làm mưa làm gió, tôi tưởng là mưa làm gió đâu, tỉnh Bình Dương. Nhưng không sao, đã mình về Bình Dương. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.